10 giờ hơn rồi nó đếp em rồi. Mười giờ năm phút rồi, 10 giờ rồi. Quá đã, quá đã. Bởi vậy nó kêu em mày. Không phải thằng nhỏ, không phải thằng nhỏ kia, thằng nhỏ kia mỗi tiếng vô nó nói là người. Mấy cường mà lăn lộn được nó quá dễ sợ. Yeah. Bye-bye. Thank you.